Hành trình vạn đơn, một chiến dịch do chương trình Cà Phê Tech kết hợp cùng TikTok Shop thực hiện nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng từ hành trình khởi nghiệp và tăng tốc trên nền tảng số TikTok Shop của những nhà sáng tạo nội dung, những nhà bán hàng cũng như các doanh nghiệp. Từ đó, khẳng định những điều tích cực thiết thực từ công nghệ hướng người xem đến cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. KFC Việt Nam, một trong những thương hiệu tiên phong trong việc khai thác tiềm năng thương mại điện tử trên nền tảng TikTok. KFC đã trở thành thương hiệu đồ ăn nhanh đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hình thức livestream trên TikTok để bán hàng. Sự kết hợp độc đáo giữa livestream và dịch vụ giao hàng tức thời không chỉ giúp KFC gia tăng doanh thu mà còn thu hút được một lượng lớn khách hàng trẻ, đối tượng chủ yếu của mạng xã hội này qua việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Hành trình chuyển đổi số của KFC Việt Nam trên TikTok là minh chứng cho khả năng sáng tạo và nhạy bén trong tiếp cận xu hướng mới, góp phần củng cố vị thế thương hiệu trong thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam. Điều đầu tiên, chắc chắn là hương vị không thể nhầm lẫn của gà rán KFC được chế biến tươi ngon tại các cửa hàng. Thêm vào đó, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến giá trị lớn qua những ưu đãi đặc biệt, các chương trình giảm giá nhanh và những trải nghiệm theo chủ đề cho những dịp đặc biệt. Một khía cạnh rất quan trọng khác là dịch vụ giao hàng tận nhà. KFC đã làm điều này từ rất lâu và chúng tôi hiểu rằng khách hàng muốn có thức ăn ngon, giao đúng giờ và chất lượng đảm bảo. Thương mại xã hội hiện đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam. Và chúng tôi kỳ vọng rằng trong khoảng 5 năm tới, thị trường này sẽ đạt mức tăng trưởng gần 30%. Với tiềm năng lớn như vậy, KFC muốn khai thác sâu hơn vào mảng thương mại xã hội. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy xu hướng mua sắm kết hợp giải trí, trong đó TikTok là nền tảng đi đầu. Vì thế, KFC đã quyết định mở rộng sự hiện diện trên TikTok, không chỉ để bán hàng mà còn để kết nối gần gũi hơn với khách hàng qua các buổi phát trực tiếp và tương tác trực tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là đưa KFC đến gần hơn với khách hàng qua mọi kênh, cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng. Để tiếp tục thu hút người xem, chúng tôi sẽ tăng tần suất phát trực tiếp vào các giờ cao điểm như trưa và tối. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng mở rộng thực đơn với nhiều lựa chọn phong phú hơn để phục vụ khách hàng. Ngoài ra, KFC sẽ hợp tác với các người tiêu dùng có sức ảnh hưởng để nâng cao sự hiện diện của thương hiệu. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi cam kết duy trì chất lượng, phục vụ thức ăn ngon mọi lúc mọi nơi. Đây là những yếu tố chúng tôi sẽ tập trung để tiếp tục phát triển kinh doanh và củng cố niềm tin của khách hàng. Sau một năm đồng hành cùng các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp, hành trình vạn đơn đã gặt hái được những thành công đáng kể, thu hút hàng chục ngàn lượt xem và tương tác, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của những câu chuyện truyền cảm hứng và giá trị văn hóa mà các thương hiệu Việt mang đến. Với góc nhìn mới mẻ và cách làm độc đáo, hành trình vạn đơn đã tạo nên một làn sóng tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp và kinh doanh. Qua những câu chuyện đầy cảm hứng, chương trình đã khơi dậy tinh thần sáng tạo và khao khát đổi mới của các doanh nghiệp Việt. Bên cạnh đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, từ các nhà sáng tạo nội dung đến các nền tảng thương mại điện tử đã góp phần tạo nên thành công của chương trình. Điều này không chỉ giúp các thương hiệu Việt tìm được đầu ra ổn định mà còn tạo dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững. Với TikTok hiện nay thì chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình hỗ trợ. Mọi người có thể thấy là đồng hành cùng với các cái địa phương thì TikTok đã có một cái tuyến chương trình là chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm. Trong đấy thì chúng tôi không chỉ là cầm tay chỉ việc hướng dẫn các cái chủ thể của chương trình ô cốp đưa hàng hóa lên nền tảng thương mại điện tử, mà chúng tôi còn có những cái vườn ươm để đồng hành với những cái chủ thể ô cốp cùng với các cái thanh niên nông thôn để mà chúng tôi cung cấp các cái kỹ năng số để cho họ có thể là đưa các cái nông đặc sản của Việt Nam lên trên nền tảng TikTok Shop. Các cái chương trình hỗ trợ về quảng cáo, các chương trình hỗ trợ về voucher để bảo đảm cho cái hàng hóa Việt Nam là được đưa lên trên các cái nền tảng thương mại điện tử và giúp cho sự phát triển của các cái doanh nghiệp ở Việt Nam. Hiện nay thì chúng tôi đang làm rất là chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và các tỉnh thành. Thì bên cạnh những cái chương trình và hỗ trợ cho các cái chủ thể ô cốp, các chương trình hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, thì bên cạnh những cái chương trình và hỗ trợ cho các cái chủ thể ô cốp, các chương trình hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, thì chúng tôi cũng sẽ có các cái chương trình để thúc đẩy phát triển các cái kỹ năng cho các bạn sinh viên, cho các cái tiểu thương ở các chợ, để từ đấy thì đúng như cái quyết định của Thủ tướng mới đưa ra là chúng ta phải nâng cao cái kỹ năng số cho không chỉ là người dân mà các cái doanh nghiệp ở Việt Nam, để bên cạnh các cái kỹ năng về marketing số, về thương mại thì và cả các cái kỹ năng về thương mại điện tử, để từ đấy là tạo ra các cái động lực phát triển kinh tế cho các tỉnh thành. Đầu tiên đó chính phải là nội dung video truyền tải đến một cái thông điệp nhất định và đặc
biệt chính là trải nghiệm sản phẩm của Realtor dành cho tất cả những người mua. Và khi họ cần một cái sản phẩm, họ tìm đến một sản phẩm đó, họ tìm đến Realtor đó, thì cái chất lượng sản phẩm đó nó phải được đưa lên hàng đầu. Thách thức lớn anh nghĩ đó chính là cái sân chơi của TikTok hiện bây giờ thì rất là nhiều người, rất là nhiều Realtor, rất là nhiều diễn viên, và tất cả các bạn giải trí của những cái ngành khác hiện bây giờ cũng đang nhảy vào cuộc chơi của TikTok. Thì anh thấy nó càng thú vị, thì cái một cái câu chuyện hay là một miếng bánh càng ngày càng có nhiều người vào để mà khai thác, thì đó là một cái sự thách thức lớn của tất cả những creator mới vào, hoặc là những creator đang trên con đường xây dựng cho mình một cái kênh, hoặc là trên con đường xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân. Quan trọng của TikTok hay là bất kỳ một cuộc chơi nào, nó chính là kiên trì, và mình phải biết được là mình đang muốn gì, đang làm gì.